Look at the healing! Actually sick. Let's go, man. Let's go.
Let's go. 9. All that gameplay. Olaf can play! Ah, yeah, I could get my hit kills. Ah, I'm dead, I don't know. Better be dead, but oh, I died. I'm so sad now. Oh, komplett hops genommen, Junge. Ah! Ich will nicht sterben. Wie kann keiner in der Nähe sein? DMing. No. Thank you very much. Oh! Oh, really? Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Sau thất bại ở năm ngoái, Rosscam vẫn quyết tâm biến Darius Z thành tướng đi rừng. Nếu như các bạn còn nhớ thì vào tháng 2 năm 2020, Rosscam đã thực hiện kế hoạch mở rộng bệ tướng đi rừng ở bản 10.4. Cách làm của Ross đó là thêm khả năng dọn quái rừng cho những vị tướng như Darius, Diana, Talon, Garna, Garen, Mordekaiser. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Ross đều thành công cốc khi những vị tướng này tỏ ra không quá thích hợp với vị trí đi rừng. Có thể nói đây là một kế hoạch thất bại của Ross tại mùa 10. Mặc dù đã thất bại như vậy, nhưng Ross vẫn quyết tâm biến Darius, Diana, Z, Mordekaiser hay Morgana thành tướng đi rừng ở phiên bản 11.8 sắp tới. Về cơ bản thì cách nâng cấp của Rosscam vẫn giống với mùa 10, đó là gia tăng khả năng gây sát thương lên quái rừng của những vị tướng kể trên. Darius, nội tại xuất huyết, sát thương gây ra với quái rừng tăng từ 175% lên 500%. Diana, nội tại gương ánh trăng,
Sát thương gây ra với quái rừng tăng từ 150% lên 300%. Modder Kaiser, nội tại hắc ám lan tràn. Sát thương tối đa gây ra với quái rừng tăng từ 28 đến 164 lên 180 ở mọi cấp. Morgana, W vùng đất chết. Sát thương gây ra với quái rừng tăng từ 150% lên 300%. Z, nội tại khinh thường kẻ yếu. Sát thương tối đa gây ra với quái rừng tăng từ 200 trên 350 trên 500 lên 500 trên 650 trên 800. Về mặt lý thuyết, những thay đổi trên sẽ giúp các tướng được pop có tốc độ farm rừng tương đối ổn. Tuy nhiên, Rod vẫn mắc phải sai lầm giống năm ngoái khi pop cho những tướng không quá thích hợp với vị trí đi rừng. Đồng ý là thay đổi trên sẽ khiến Darius hay Mordekaiser farm rừng nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng lại chẳng thể đi gank một cách hiệu quả khi không có khống chế cứng hay khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh chóng. Hơn nữa, các vị tướng đi rừng tận dụng được giáp gia tốc hỏa cuồng vẫn tỏ ra quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là những nhân vật như Darius, Zed, Diana không thể di chuyển linh hoạt để đi gank. Vì vậy, tầm ảnh hưởng lên trận đấu của các nhân vật được Rod bóp luôn thấp hơn so với những tướng đi rừng hiện tại. Có lẽ Morgana là vị tướng có tỷ lệ cao nhất sẽ được trọng dụng ở vị trí đi rừng với những bóp kể trên. Vị tướng này có khả năng khống chế mạnh với chiêu quy khóa bóng tối, nên khả năng đi gank là không hề tệ. Hơn nữa, Morgana có thể lên những món đồ mang tính đa dụng và giúp các chủ lực khác mạnh hơn, chứ không chỉ phụ thuộc vào sát thương đầu ra. Thiên thần xa ngã hoàn toàn có thể trở thành event phiên bản nâng cấp tại update sắp tới. Tóm lại thì việc mở rộng 7 tướng đi rừng của Rod là đúng. Tuy nhiên, phần lớn những nhân vật mà họ chọn mặt gửi vàng lại không hợp với vai trò này. Rất có thể nỗ lực của Rod ở bảng 11.8 sắp tới sẽ hóa thành thất bại giống những gì đã xảy ra ở năm ngoái. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.